Đấy, xin chào bạn tôi sóc Việt Đức đây. Mình cắt bao quy đầu cho một chị miền Nam 15 tuổi bạn ạ. Đây là cái độ tuổi mà cắt bao quy đầu là lý tưởng nhất. Thế là vì cái cậu nhỏ của bạn ấy đã trưởng thành rồi. Và thứ hai là nó trưởng thành về cả cái ý thức của bạn ấy. Giờ các bạn thấy là mình cắt bạn rất là hợp tác. Đấy, thậm chí còn kể chuyện đi chơi gái cho các chú xem nữa luôn. Các cháu giờ 15 tuổi mà lớn thật. Anh thật với chú thì anh phải gọi chú bằng sư phụ. Bây giờ anh còn chưa có bạn gái cơ. Mình gấp 3 tuổi đó mình chưa có bạn gái. Thế mà ông ấy 15 tuổi ông đã có bạn gái và được sơi gái rồi bạn ạ. Đấy, đang bảo trêu Thanh với ông Ngợi đây là các ông mà không cẩn thận nhá. Đấy. Là cái ông ế luôn.